Xin chào các bạn. Mình rất là vui hôm nay có rất là nhiều bạn mới tham gia vào livestream này. Và mình nghĩ rằng đây là một cái chủ đề khá là quan trọng. Yêu bản thân có lẽ là một cái cụm từ mà chúng ta nghe thấy khắp nơi và cũng đã tìm hiểu, cũng đã search Google xem là yêu bản thân thì phải như thế nào, rồi làm như nào để gọi là chăm nom, rồi quan tâm, yêu thương bản thân mình để mà có thể vui vẻ, hạnh phúc hơn. À, cảm ơn mọi người, âm thanh rõ hơn rồi. Tốt quá. Thế thì hôm nay chủ đề livestream là yêu bản thân, hãy biết yêu bản thân. Thì trong cái chủ đề này, mình có hai ý ở đây. Hãy biết yêu bản thân là dành cho những người mà từ trước đến giờ chưa có quan tâm, chưa có yêu thương bản thân mình. Và nghĩ rằng đó là một cái gì đó thật là ích kỷ, hoặc là nghe nó thật là gọi là đề cao bản thân quá. Thì có nghĩa là đối tượng này là những đối tượng mà từ trước giờ chưa thực sự biết yêu bản thân. Và đối tượng thứ hai mà cái chủ đề hãy biết yêu bản thân muốn hướng tới, đó là những người mà nghĩ rằng mình đã và đang yêu bản thân, nhưng có thể chúng ta đang đi theo một hướng sai lệch. Chúng ta có thể là đang vun đắp và xây dựng bản ngã của mình thay vì là thực sự yêu bản thân mình. Và vì vậy, hãy biết yêu bản thân đối với những đối tượng mà có thể là thậm chí là cũng không biết là mình đang đi đúng hướng hay không, mà chỉ đơn giản là trong buổi livestream này có thể sẽ giúp các bạn nhận ra rằng là à, có lẽ là mình sẽ phải điều chỉnh một chút để cái sự yêu bản thân này nó đúng nghĩa hơn và nó đóng góp vào cái quá trình mà chúng ta đang đi tìm kiếm hạnh phúc, an yên, bình an trong cuộc đời này. Thay vì là chúng ta đã cố gắng yêu bản thân rồi, chúng ta đã thực hành rất nhiều thứ rồi mà vẫn cảm thấy rất là quằn quại, vật vã vào một số thời điểm khi mà có một cái vấn đề gì đó xảy ra. Thì mình cũng không biết là các bạn hiểu về yêu bản thân như thế nào, nhưng bản thân mình khi mà mình tìm hiểu về yêu bản thân này, hoặc là khi mà mình đọc ở trên mạng, hoặc là lắng nghe từ những cái người bạn của mình qua nói chuyện, qua chia sẻ trên Facebook ví dụ như vậy, thì mình nhận thấy rằng là đa số chúng ta, kể cả bản thân mình cũng trải qua một quá trình rất là dài, đa số chúng ta đều hiểu về yêu bản thân, đó là chăm sóc rồi vun đắp cho bản thân mình được hưởng những cái điều kiện vật chất dễ chịu, thoải mái, thuận lợi, rồi là dành thời gian cho bản thân mình được trải nghiệm những gì tốt đẹp nhất trên thế giới, rồi là xây đắp một cái hình tượng về bản thân, một người tốt, một người chuyên nghiệp, một người thành công, một người được mọi người trong xã hội kính nể, tôn trọng, ví dụ như thế. Thì tất cả những cái lĩnh những cái khía cạnh này chúng ta thường đặt nó vào một cái chủ đề là yêu bản thân, đúng không ạ? Thế thì trong buổi hôm nay thì mình sẽ phân tích một chút kỹ hơn về cái góc độ rằng là yêu bản thân liệu có phải chỉ đơn giản là những thứ mà chúng ta cố gắng đem đến cho bản thân mình từ bên ngoài. Nó có thể bao gồm là điều kiện vật chất, những cái thành tựu mà chúng ta đạt được, rồi là những cái địa vị, những cái mà người khác trong xã hội nhìn vào chúng ta, rồi là những cái thời gian mà chúng ta chăm chút nâng niu bản thân mình bằng ví dụ như là đi spa, đi du lịch vân vân. Thì những cái yếu tố này, tất cả những yếu tố này mình gọi nó là những yếu tố bên ngoài. Thì liệu rằng những cái điều mà chúng ta đã và đang nhặt nhạnh, đang cố gắng vun đắp cho bản thân mình đó, nó có phải là yêu bản thân hay không? Thì mình muốn giải thích với một cái định nghĩa có thể là mới với một số bạn, có thể là không mới, nhưng mà có thể là nhắc lại cho một số bạn hình dung rằng yêu bản thân thực sự là gì. Thế thì có lẽ là cái định nghĩa về yêu bản thân thì mỗi người có một định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên là đối với bản thân mình thì mình định nghĩa yêu bản thân nó liên quan tới cái góc độ là cái sự quan tâm chăm lo cho chính mình để mà đạt được hạnh phúc, an yên nội tại. Tại sao lại như thế? Bởi vì nếu như chúng ta nói rằng là yêu bản thân, nhưng mà chúng ta dù rằng là vun đắp cho bản thân mình rất là nhiều cái vấn đề, những cái đầy đủ về mặt vật chất này,
rồi là đi du lịch này, rồi là có những cái chức vụ, có những cái thành công nhất định ở trong công việc, vân vân. Nhưng nếu như trong lòng mình lúc nào cũng quằn quại, lúc nào cũng dằn vặt, khó chịu, rất là dễ nổi nóng, rất là dễ cáu giận, rất là dễ thất vọng, rất là dễ buồn tủi, thế thì liệu rằng cái cách mà chúng ta đang chăm sóc bản thân mình đó đã phải là thực sự đúng hướng, đã phải là thực sự yêu thương nâng niu bản thân mình hay chưa? Mà tại sao bằng những cái hành động này mà chúng ta vẫn cứ phải trải qua những cái cảm xúc, cảm giác là buồn bã, vật vã, rồi buồn tủi, rồi thất vọng, hay là giận dữ, những cái cảm xúc đó trong mình. Thì khi mà mình vẫn còn đang trải nghiệm rất nhiều những cái cảm xúc rối ren này, thì liệu rằng mình đã yêu bản thân đúng cách hay chưa? Đây là cái điều mình đang muốn nói đến. Thế thì mình tin rằng mỗi chúng ta, cái mục đích mà chúng ta mong muốn đạt được ở đằng sau tất cả những cái gì mà chúng ta đang cố gắng làm, khi mà chúng ta mua sắm hay là bồi đắp những cái thứ về mặt vật chất cho bản thân mình, hay là tạo ra một cái môi trường sống rất là thoải mái, dễ chịu, đầy đủ về vật chất, rồi khi mà chúng ta bồi đắp cái gọi là cái hình ảnh, hình tượng của bản thân mình trong công việc, rồi là ở xã hội, rồi là trong môi trường mà chúng ta giao lưu với gia đình, bạn bè, người quen, hay tất cả những cái mà chúng ta bồi đắp, vun vén cho bản thân mình đó, tất cả đều nhằm mục đích rằng chúng ta mong muốn tìm kiếm hạnh phúc, sự bình an, nhẹ nhõm, dễ chịu, hài hòa trong cuộc sống cho chính bản thân mình, đúng không ạ? Tất cả những gì chúng ta đang tìm kiếm đều hướng đến việc là để cho chính bản thân mình hạnh phúc hơn, bình an hơn giữa cuộc đời này, đúng không ạ? Thế thì cái vấn đề nằm ở chỗ là tại sao mà khi chúng ta dù rằng đã dành thời gian, dù rằng đã dành tâm huyết trong cái việc là chúng ta cố gắng bồi đắp những cái mặt về vật chất, về kể cả là tinh thần, ví dụ như là đi du lịch hay là xem phim hay là giải trí, đây là những cái về tinh thần, hay là về hình ảnh bản thân, địa vị xã hội, nhưng mà chúng ta vẫn còn quằn quại. Trong buổi hôm nay mình muốn nói đến ở đây đó là cái cách mà chúng ta yêu thương bản thân mình có thể là nó chưa đúng, có thể là nó đang hướng quá nhiều tới những gì bên ngoài, những điều kiện vật chất, những hình ảnh bản thân, những tất cả mọi thứ, những cái điều đó nó chỉ đang ở bên ngoài, cho nên chúng ta chưa chạm tới cái sự gọi là hạnh phúc an yên trong bản thân mình, mặc dù chúng ta luôn luôn cố gắng để mà vun đắp, để mà nuôi dưỡng bản thân mình, để mà tìm kiếm hạnh phúc, và nó xuất phát từ yêu bản thân, bởi vì chúng ta yêu mình nên chúng ta phải mong muốn cái sự hạnh phúc này cho bản thân mình, đúng không ạ? Thế chỉ có cái là chúng ta liệu đã tìm đúng chỗ hay chưa, đã làm đúng cách hay chưa, hay là chúng ta đang có một cái sự nhầm lẫn gì đấy mà bởi thế chúng ta chưa tìm thấy cái mục đích, cái mong muốn cuối cùng mà chúng ta đang đang tìm kiếm cho bản thân mình, đó là hạnh phúc an yên trong chính mình. Thế thì mình thấy rằng là trong mỗi người thì liên quan đến cái chủ đề yêu bản thân này có hai vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Vấn đề thứ nhất đó là chúng ta dù rằng chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải yêu bản thân mình, chúng ta biết rằng chúng ta nên yêu bản thân mình, nhưng chúng ta lại luôn luôn nuôi dưỡng một cái tiếng nói ở trong đầu chà đạp bản thân mình. Thì không biết là mình nói như này có các bạn có hình dung ra hoặc là có thấy rằng là có những lúc mình như vậy hay không? Thì mình có thể lấy ví dụ rõ hơn một chút. Tức là mặc dù rằng chúng ta cũng đã đọc rất là nhiều sách vở hoặc là có rất là nhiều cái phương tiện thông tin đại chúng đang nói đến cái chuyện là yêu bản thân, và chúng ta cũng đã có một cái ý thức rằng là đúng rồi, chúng ta phải yêu bản thân mình, phải yêu lấy mình thì mình mới mới có thể yêu người khác, rồi là không có ai yêu thương mình bằng chính bản thân mình. Đây tất cả là những cái lý thuyết mà chúng ta có thể đã được nghe, và nó đều là những cái lời khuyên rất là đúng. Thế nhưng mà chúng ta lại lưu ý đến những cái gì chúng ta đọc, những cái gì chúng ta nghe, những cái gì chúng ta hiểu, và sau đó là áp dụng những cái phương pháp như là buổi tối sẽ dành cho mình một thời gian để thắp nến, nghe nhạc, rồi là thư giãn ở bồn tắm, rồi là cuối tuần thì sẽ đi du lịch, vân vân.
Thế nhưng mà chúng ta chỉ đang chú ý vào những cái vấn đề ở bên ngoài, chăm sóc về thân thể, chăm sóc về danh vọng, về hình ảnh bản thân rất là nhiều. Nhưng chúng ta lại chưa lắng nghe chính tiếng nói ở trong đầu mình mà mình tự nói với bản thân mình. Nó có thực sự là nhẹ nhõm, đầy yêu thương, đầy thấu hiểu, thực sự quan tâm, thực sự chân thành đối với chính bản thân mình hay không? Thì cái tiếng nói ở trong đầu này, nó là những cái suy nghĩ mà chúng ta bị cuốn đi hàng ngày, trong từng khoảnh khắc chúng ta bị cuốn vào nó. Thì khi mà nếu như chúng ta quan sát và chú ý thật kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều lúc mà chúng ta chê bai, trách móc, mắng mỏ, coi thường chính bản thân mình mà có thể chúng ta không nhận ra, bởi vì nó là những cái tiếng nói ở trong đầu mình và mình không nghĩ rằng là đây là những cái tiếng nói, những cái lời lẽ, những cái đánh giá, những cái thái độ coi thường vân vân mà mình đang tự dành cho chính mình bởi chính những cái suy nghĩ ở trong đầu này. Ví dụ như là khi mà ví dụ như là mình thích một ai đó, mình thích một cái anh chàng này, thì mình mới nghĩ rằng là thực ra mình không xinh đẹp, mình chẳng có gì hấp dẫn, mình lại hơi già, mình không có vóc dáng thon thả, ví dụ như thế. Thế thì tất cả những cái tiếng nói ở trong đầu này là mình đang tự đánh giá, tự chỉ trích chính mình. Và vô tình mình đặt mình vào một cái vị trí giống như là mình bị một cái người khác mắng mỏ, chỉ trích, chê trách, chê bai. Thì ví dụ như mình thử tưởng tượng xem, nếu như mình có một người bạn rất là thân, một người bạn thật sự thân, mình rất quý, mình rất quan tâm này, hoặc là một cái em bé mình rất là yêu thương, con mình hoặc là cháu mình, thì ví dụ như là khi mà nó cảm thấy là mình không được người kia yêu thương bởi vì mình rất là xấu, mình có lẽ là mình không duyên dáng, mình không hấp dẫn như người khác. Thế và cái lúc đó, khi mà cái em bé đó, khi mà cái người bạn thân đó nghĩ như vậy, thì chúng ta sẽ nói là đúng rồi, mày rất là xấu, mày rất là không thon thả, mày rất là vô duyên, mày rất là không đáng được yêu thương. Mình có nói với họ như vậy không? Có lẽ là không, nếu như chúng ta thật sự quan tâm, thật sự yêu thương họ, thật sự mong muốn cái em bé đó, cái người đứa con, đứa cháu của mình đó, hoặc là cái người bạn rất thân của mình đó, nếu như mình muốn họ cảm thấy tự tin hơn, bình an hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống, mình sẽ không nói những điều như thế, đúng không ạ? Thế nhưng mà mình luôn luôn nói với chính mình những cái điều đó mà mình không có biết. Mình cuốn vào những cái này, thực ra nó gọi là cái lập trình tự động trong tâm trí của mình. Mình quá quen với cái việc suy nghĩ như thế về mình. Mình tin vào nó và mình nghĩ rằng là đây là mình chỉ là đang lo lắng, rồi là mình đang suy nghĩ rồi phân tích ở trong đầu mình thôi. Nhưng thực ra là mình đang nói với mình những cái điều đó và mình đang gán cho chính bản thân mình rằng là mình không xinh đẹp, mình không thông minh, mình không tốt, mình không đáng được yêu thương. Mình đang chỉ trích chính mình, đang dìm chính bản thân mình xuống bằng những cái câu nói rất chi là tiêu cực, rất chi là chỉ trích đó. Những cái câu nói đó không phát ra bằng lời nói, giọng nói, hành động. Cho nên chúng ta thường không nhận biết được, không lắng nghe được, mà chỉ là cuốn vào nó như là một cái sự thật, một cái nghiễm nhiên, và mình tin hoàn toàn vào nó. Và chính những cái lời nói này nó lại càng bồi đắp cái niềm tin đó ở trong mình. Thế thì cái việc mà chúng ta luôn luôn tự chỉ trích, tự đánh giá, tự chê bai chính mình đó, chúng ta làm thường xuyên, và như vậy có phải là chúng ta yêu thương chính mình hay không? Nếu như mình thực sự rất yêu đứa con của mình thực sự rất yêu mẹ mình, hay là mình thực sự rất yêu một cái người bạn thân của mình sẽ không nói những cái lời đó với họ. Mình tin rằng tất cả chúng ta, nếu như nghĩ đến một cái người mà mình thân nhất, mình yêu thương nhất đi, bây giờ các bạn hãy thử nghĩ đến họ và tưởng tượng rằng khi mà họ rơi vào một cái hoàn cảnh, điều kiện nào đó mà họ cảm thấy không vui vẻ, không hài lòng, thế mà mình lại cứ chỉ trích họ và chỉ cho họ thấy là họ tệ như thế nào, thì như vậy có thực sự là yêu thương hay không? Có thực sự là quan tâm đến cái cảm xúc của họ hay không? Có thực sự mong muốn giúp cho họ được bình an, hạnh phúc hay không? Hay chỉ là chúng ta đang giúp họ nuôi dưỡng
những cái bi quan, những cái dằn vặt, những cái nhức nhối quằn quại đau khổ trong họ, hoặc là nuôi dưỡng thêm những cái lòng hận thù, những cái nỗi giận. Ví dụ như là chúng ta ở công ty đi làm, xong có một cái đồng nghiệp làm cho chúng ta rất là khó chịu, không hài lòng. Thế và mặc dù là chúng ta rất là bực tức với cái người đồng nghiệp đó, nhưng chúng ta về nhà thì chúng ta lại nghĩ là thực sự là rất là khó chịu, bởi vì họ không có tôn trọng mình, họ coi mình không ra cái gì cả. Rồi là tại sao mà mình lại bị chỉ trích như thế? Tại sao mà người ta lại đối xử với mình như thế? Có lẽ là mình không được coi trọng, mình không được nhìn nhận, không được coi ra gì cả. Hết những cái lời nói này mà chúng ta đang gọi là entertain, đang nhắc đi nhắc lại, nhai đi nhai lại trong đầu mình đó, thì thực ra có phải là chúng ta đang chỉ trích hay là đang gọi là làm cho cái người mà chỉ trích chúng ta đó hiểu ra vấn đề hay không? Hay chúng ta chỉ đang nhai đi nhai lại trong chính tâm trí của mình, trong đầu óc của mình, và vô tình chúng ta đang tự chỉ trích chính mình, đang tự làm cho chúng ta tin rằng chúng ta là như thế. Đó là mình không được yêu thương, mình không được tôn trọng, mình không là cái gì cả, mình không có cái vị trí gì trong mắt người ta cả. Đây là cái thứ mà chúng ta nhai đi nhai lại để cho mình tin vào nó. Và vô tình bây giờ, nếu như đây là một cái người bạn thân nhất của mình, một cái người mình rất quan tâm yêu thương, mình có nói với họ là đúng rồi, mày không được tin tưởng, mày không được yêu thương, mày không được nhìn nhận, không được quan tâm đâu, người ta rất là ghét mày, mình có nói như thế không? Có thể có những cái lúc, có thể có những cái thời gian nào đó trong quá khứ chúng ta vô tình nói như vậy thật. Nhưng mà những cái lời nói này nó chỉ nuôi dưỡng thêm cái sự bực tức, hằn gắt, khó chịu, giận dữ ở trong họ mà thôi. Thế thì cái cảm giác mà họ phải trải qua đó là khó chịu, căng thẳng, giận dữ, tức tối, và có thể là cái mối quan hệ đó ngày càng tệ đi. Thế thì đây liệu có phải là cái cách mà chúng ta thực sự quan tâm yêu thương cái người đó hay không? Thì khi mà lớn lên, khi mà trưởng thành dần, chúng ta sẽ nhận ra rằng là đây không phải là cái cách mà chúng ta có thể giúp cho họ cảm thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhõm hơn, bình tâm hơn, an yên hơn trong cuộc sống. Mà ví dụ trong cùng một cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu có những cái, khi mà chúng ta bắt đầu trưởng thành, chúng ta sẽ bắt đầu có cách nhìn, cách hiểu là chúng ta có thể là động viên họ rằng là thực ra là có thể là có những cái hiểu nhầm, rồi là thực ra là bạn cũng có những cái điểm mà chúng ta cần phải nhìn vào, đó là mọi người rất là yêu thương, quan tâm đến bạn, rồi là bạn không phải là không có giá trị gì, vân vân. Đây là cái cách mà khi lớn lên chúng ta bắt đầu học được cái cách để mà động viên người khác, để giúp cho họ có một cái nhìn cân bằng hơn, để giúp cho họ không bị sa vào cái suy nghĩ tiêu cực và nuôi dưỡng cái cơn giận rồi những cái cảm xúc khó chịu ở trong họ, đúng không ạ? Thế thì tương tự như vậy, chúng ta đã và đang luôn luôn nói với chính mình những cái điều tương tự như những cái điều mà chúng ta khi chưa trưởng thành, chưa biết cách động viên người khác đó. Thì chúng ta bồi đắp những cái nỗi giận, bồi đắp những cái sự khó chịu, bồi đắp sự bức xúc ở trong chính mình. Và như vậy có nghĩa là chúng ta chỉ đang xa rời cái mục tiêu đạt được sự bình an, dễ chịu, hài hòa, hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng ta chỉ đang bồi đắp những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, và đồng thời bồi đắp những cảm xúc tiêu cực trong chính mình mà chúng ta không hề giúp chính mình. Vậy thì đây có thực sự là yêu thương bản thân mình hay không? Khi mà chúng ta không biết rằng chính những lời nói, chính những suy nghĩ trong đầu mình, nó đang gọi là cắn xé, dần mòn ở bên trong mình, khiến cho mình chỉ thêm quằn quại, chỉ thêm mất niềm tin, chỉ thêm mất tự tin vào chính mình, hoặc là mất niềm tin vào mọi người và vào cuộc đời. Và vì thế mà chúng ta nuôi dưỡng những cái cảm xúc tiêu cực này. Và những cảm xúc tiêu cực đó, tự chúng ta có thể cảm nhận được rằng nó có cái tác động tốt hay xấu đến chính mình, đến những cái cảm nhận trong cuộc sống, đến cái sự bình an, hạnh phúc nội tại, và thậm chí đến cả cái sức khỏe, thể chất của mình, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thế thì cái việc đầu tiên
rất là quan trọng. Đó là khi mà chúng ta bắt đầu quan tâm đến chuyện là yêu thương bản thân mình, thì chúng ta hãy bắt đầu lắng nghe xem mình đang nói gì ở trong đầu mình với chính mình. Những cái lời nói, những cái suy nghĩ này, nếu là những cái thứ rất tiêu cực, nếu là những cái thứ mà chỉ gọi là chăm chăm vào chỉ trích bản thân, hoặc là đánh giá, chỉ trích người khác, nhưng mà để nuôi dưỡng cái cảm xúc khó chịu trong mình, thế thì đây chưa phải là cái cách mà chúng ta đang thực sự gọi là quan tâm yêu thương bản thân mình. Chúng ta đang vô tình phá hủy chính cái sự bình yên yêu thương, bình yên an lành ở trong chính mình đó. Và bởi vì chúng ta nói chuyện với chúng ta hàng ngày, hàng đêm, từng giờ, từng phút, gần như là không ngừng nghỉ, lúc nào trong đầu chúng ta cũng có những cái suy nghĩ rất là liên tục nối tiếp nhau, cuồn cuộn này, suốt ngày suốt đêm, từng giờ, từng phút, từng giây, luôn luôn có những cái tiếng nói này. Thế thì nếu như chúng ta không biết nhận ra, không biết dừng lại những cái chuỗi suy nghĩ, những cái tiếng nói mình đang nói với mình, nhận định về bản thân mình, nhận định về cuộc đời mình, đánh giá chúng một cách tiêu cực và nuôi dưỡng những cái cảm xúc tiêu cực, thì chúng ta sẽ chỉ có gọi là tạo thêm cho mình những cái bức xúc, những cái thất vọng, những cái áp lực, những cái quằn quại ở trong cuộc sống, mà chúng ta không có đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn, đó là mong muốn hạnh phúc an yên cho bản thân mình. Xuất phát từ yêu thương, chúng ta sẽ mong cho cái người đó được bình an, hạnh phúc, đúng không ạ? Khi mà chúng ta yêu thương một người, bất cứ là ai, là người yêu, là con, là cháu, là ba mẹ, là ông bà, nếu chúng ta yêu thương họ, có nghĩa là chúng ta mong muốn cho họ được hạnh phúc, mong muốn những điều tốt đẹp đến với họ. Thì đối với bản thân mình, tuy rằng mình cũng mong muốn những điều tốt đẹp đến với mình, nhưng mà mình lại luôn luôn nói với chính mình những cái điều ngược lại ở trong đầu. Và vì thế quan sát suy nghĩ của mình, nhận ra những cái gì là tiêu cực và dừng nó lại. Chưa nói đến chuyện là thay đổi nó, nhưng mà dừng nó lại đã. Thì đây là cái bước đầu tiên để mà chúng ta gọi là thực sự bắt đầu thực hành yêu thương bản thân. Đó là dừng cái việc đánh giá, chỉ trích, chê bai chính mình lại. Và dừng cái việc nuôi dưỡng những cái cảm xúc hận thù, giận dữ, tức bực, khó chịu, quằn quại, vật lộn ở trong lòng mình. Để cho mình được nhẹ nhõm một chút đi. Suốt ngày mình cứ bơm thêm vào đầu mình, nhai đi nhai lại một cái chuyện gì đó để cho mình cảm thấy nó khó chịu hơn, tức bực hơn, thì chúng ta chỉ đang làm khổ chính mình mà thôi. Và chúng ta không chỉ đang hủy hoại mình về mặt tinh thần, cảm xúc, mà chúng ta còn đang hủy hoại mình cả về mặt thể chất nữa. Cho nên là chúng ta hãy học cách quan sát chính suy nghĩ của mình để mà dừng lại được, để mà bắt đầu yêu thương bản thân mình được. Chúng ta hãy nói với mình những lời mà chúng ta có thể nói với những cái người xung quanh mà ta yêu thương nhất, như là con mình, như là bạn thân nhất của mình, như là một người chị gái hay em gái rất thân của mình. Mình sẽ không muốn làm cho họ bị tổn thương thêm, và mình sẽ không muốn họ phải dằn vặt thêm, đúng không ạ? Cho nên chúng ta hãy ngay từ hôm nay quan sát xem là mình đang nghĩ gì về mình, đang đánh giá những cái gì xung quanh, và nó có nuôi dưỡng những cái cảm xúc khó chịu ở trong mình hay không. Chúng ta hãy tỉnh táo để quan sát chính mình, để mà có thể bắt đầu yêu thương bản thân mình một cách đúng cách, một cách trưởng thành, một cách có ý thức, có nhận thức, thay vì là cứ cuốn vào những cái suy nghĩ mà mình cứ nuôi dưỡng ở trong đầu mà không biết là nó đang gây ra cái ảnh hưởng gì đến bản thân mình. Thế thì mình thấy rằng là có rất nhiều cái chương trình mà gọi là đào tạo hay là chữa lành về tâm linh, thì có dạy cho mọi người những cái câu gọi là affirmation, tức là những cái câu nói tích cực mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại, à tôi xinh đẹp, tôi giỏi giang, tôi thành công, vân vân. Thế thì trước khi mà chúng ta thực hiện những cái điều này mà thực sự mà mình để mà gọi là nói thật lòng, mình nghĩ rằng những câu nói này nó không có tác dụng. Nếu như chúng ta chỉ có nói một cách gọi là dập khuôn và gọi là máy móc, rằng à tôi xinh đẹp, tôi thành công, tôi giỏi giang, vân vân,
Nhưng chúng ta có thực sự tin như vậy không? Và chúng ta ngoài những cái lúc nhắc đi nhắc lại những cái câu nói rất chi là hay ho dập khuôn này, chúng ta có thực sự nâng niu, thủ thỉ, tâm tình, an ủi, lắng nghe bản thân mình và quan tâm, từ bi với chính mình hay không? Thường thì chúng ta chưa làm được, nhưng chúng ta chỉ mới gọi là học cách yêu bản thân, rồi là nhắc đi nhắc lại những cái câu nghe rất chi là hay ho tích cực về bản thân mình. Nhưng thực ra chúng ta không tin vào nó, chúng ta cũng không thay đổi được gì ở trong niềm tin của chính mình. Chúng ta cũng không hề thay đổi cách mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói chuyện với chính mình ở trong đầu. Chúng ta chỉ trích rồi đánh giá rồi nuôi dưỡng những cái cảm xúc tiêu cực ở trong mình. Chúng ta không thay đổi những thứ đấy. Thì dù chúng ta có lặp đi lặp lại 1.000 lần những cái câu nói affirmation tích cực kia, chúng cũng không thay đổi được chúng ta. Có thể chúng chỉ có tác dụng rằng là chúng ta ghi nhớ và chúng ta rất là thuộc bài, chúng ta nói ra rất chi là thành thạo. Và chúng ta, nó cũng có một tác dụng một chút, đó là sau một hồi rất chi là tiêu cực thì chúng ta bắt đầu cũng tự nhắc mình là mình thực ra mình thành công, mình giỏi giang, mình xinh đẹp, vân vân. Thì nó cũng có tác dụng là dừng những cái suy nghĩ kia lại một chút, nhưng nó có thể sẽ dẫn đến sự mâu thuẫn nội tại khi mà chúng ta bị mâu thuẫn giữa niềm tin của chính mình với những cái lời chúng ta nói ra đó mà nó không khớp với nhau. Ta sẽ bị mâu thuẫn, và mâu thuẫn ở bên trong là một cái vấn đề khá là phức tạp, khá là nguy hiểm, trong cái việc là chúng sẽ gây cái sự rối ren trong cảm xúc, gây cái rối ren trong tâm lý. Và như vậy thì nó chỉ làm cho mọi thứ lại càng thêm rối ren hơn, mà chúng ta sẽ lại mất nhiều thời gian hơn để mà giải quyết vấn đề ngọn ngành từ gốc. Mình xin phép được đọc comment một chút ạ. Mình để cái điện thoại ngang ra này, nó hơi khó đọc hơn so với để điện thoại dọc. Xin chào các bạn. Hôm nay có rất là nhiều bạn mới tham gia vào livestream, có lẽ là lần đầu tiên. Thì mình cảm ơn các bạn đã đến với page Hành Trình An Yên. Và đúng ra mình cũng phải giới thiệu một chút về mình. Mình là Thanh Nhàn, và tên tiếng Anh gọi là Athena. Trên page Hành Trình An Yên này thì mình thường xuyên chia sẻ những cái bài viết, những cái livestream mà liên quan đến tất cả những cái vấn đề về có thể gọi là phát triển tâm hồn, hay là hỗ trợ cho mọi người trên cái con đường mà mọi người đang tìm kiếm an yên, hạnh phúc trong cuộc đời này. Và tất cả những cái nội dung mà mình chia sẻ nó liên quan rất là chặt chẽ đến cái con đường tiến hóa, đến những cái vấn đề về tâm linh. Bởi vì khi mà chúng ta tìm kiếm an yên, hạnh phúc giữa cuộc sống này thì mặt vật chất, mặt thể chất nó chưa đủ, mặt tinh thần hay là tâm lý, cảm xúc nó cũng là một phần chính yếu. Nhưng đồng thời mặt tâm linh nó là một cái yếu tố thứ ba mà chúng ta trong xã hội hiện đại thường lãng quên đi và không có chú trọng. Và vì thế page Hành Trình An Yên thì có thể gọi là, nếu như các bạn có đọc sách về Body, Mind, Spirit thì page này sẽ là một cái page mà gọi là tập trung vào cả ba vấn đề, đó là về mặt sức khỏe về thể chất, sức khỏe về cảm xúc tinh thần, và những cái vấn đề về tâm linh, những câu hỏi quằn quại mà trong mỗi chúng ta luôn luôn khắc khoải, đó là tôi là ai, vì sao tôi lại sinh ra ở cuộc đời này, rồi sẽ đi đâu về đâu. Thì tất cả những câu hỏi này chúng ta có thể trả lời được trong kiếp người này, nó không quá xa xôi. Nhưng khi mà chúng ta còn đang bị quằn quại, đang bị kiểm soát bởi bản ngã và sự lập trình trong tâm trí của mình, thì chúng ta sẽ rất khó để có thể nhìn thấy câu trả lời, và rất khó có thể hiểu được cái bản chất của vấn đề. Và vì thế page Hành Trình An Yên này, rồi là tất cả những cái bài viết mà mình viết, và những cái group như là group Tôi Thực Sự Là Ai hay group Hành Trình An Yên, và những cái livestream này, là những cái công cụ mà mình mong muốn chia sẻ với các bạn dần dần, những cái cách để chúng ta gỡ bỏ dần những cái hiểu lầm, những cái hiểu biết sai lệch trong tâm trí của mình, những thứ mà chúng ta đã bị lập trình trong suốt cả cuộc đời, và sự kiểm soát của bản ngã. Dù rằng chúng ta đọc về bản ngã rất nhiều trong tất cả những cái sách về tâm linh, về phát triển con người,
nhưng có thể bản thân mỗi người chưa thực sự hiểu rõ bản ngã là gì, chưa nhận biết được bản ngã của chính mình, mà mới chỉ biết được ở góc độ là cái từ ngữ đó, trong những cái sách đó. Nhưng trải nghiệm thì có thể là chưa có thực sự rõ ràng, và vì thế chúng ta chưa vượt ra khỏi được cái sự kiểm soát của bản ngã và tâm trí. Và ra cái chủ đề yêu bản thân này nghe nó rất chi là phổ biến, đúng không ạ? Nó là một trong những cái yếu tố được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần ở trên các phương tiện thông tin đại chúng mà liên quan đến gọi là cái phát triển con người, phát triển bản thân. Nó không có cái góc độ tâm linh ở trong đó. Tuy nhiên là yêu bản thân cũng đồng thời là một cái vấn đề rất là quan trọng trong cái tiến trình phát triển tâm linh và tiến trình tiến hóa của con người. Vì khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta đã bị dần dần bồi đắp cho mình cái niềm tin rằng chúng ta không có giá trị, chúng ta không được yêu thương, chúng ta không được lắng nghe, không được nhìn nhận. Những niềm tin này chúng ta bắt đầu được hình thành và bị bồi đắp dần từ quá khứ, từ lúc chúng ta còn là những em bé. Khi mà bố mẹ của chúng ta trong một cái hoàn cảnh nhất định nào đó khiến cho chúng ta cảm thấy như là không được yêu thương, như là không được thấu hiểu, không được lắng nghe, thì từ đó trở đi, rồi rất nhiều những cái sự việc, những cái mối quan hệ trong cuộc sống mà chúng ta dần dần gặp phải đó, thì nó luôn luôn bồi đắp cho chúng ta những cái suy nghĩ đó, đó là chúng ta không được yêu thương, không được nhìn nhận, không có vị trí ở trong trái tim của bất cứ ai. Và vì thế mà chúng ta vẫn cứ hàng ngày hàng giờ bồi đắp cho mình cái niềm tin này ở trong đầu mình, trong những cái suy nghĩ của mình mà chúng ta không nhận ra. Và vì thế mà yêu bản thân là một cái bước quan trọng để mà chúng ta có thể bắt đầu phục hồi lại dần bản thể nguyên vẹn của mình, hay là cái nguyên bản, nguyên mẫu trong chính mình, hay là chân ngã trong chính mình. Thì đầu tiên là chúng ta không hiểu nhầm, không ghét bỏ chính mình, không chỉ trích chính mình, không hiểu sai lệch rằng chúng ta không được yêu thương trong xã hội này, không được yêu thương bởi những người mà chúng ta yêu thương. Thì bởi thế nên là cái chủ đề yêu bản thân này nó cũng là một cái chủ đề rất mấu chốt trong cái quá trình mà chúng ta đi tìm kiếm bản thân mình, tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi tôi thực sự là ai, và tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống này. Nếu chúng ta chưa thực sự có thể yêu bản thân mình, chúng ta sẽ chưa thực sự chấp nhận chính mình, và vì thế mà chúng ta sẽ chưa thể nào đi tìm kiếm được câu trả lời là tôi thực sự là ai. Bởi vì chúng ta chỉ đang phủ nhận chính mình. Suốt bao nhiêu năm trời, chúng ta chỉ phủ nhận mình là chính, mà chưa thực sự chấp nhận mình, chưa thực sự nhìn vào cái bản chất chân thật nhất trong chính mình, cũng chưa có tách biệt mình ra khỏi những cái tiếng nói mà chúng ta cứ ngày đêm chỉ trích mình, ngày đêm bồi đắp cho mình những cái niềm tin sai lệch. Và vì thế mà buổi hôm nay mình nghĩ rằng các bạn có thể, không biết là có phải lần đầu tiên hay không, nhưng dù là lần đầu tiên hay lần thứ hai hay thứ ba gì đó, thì các bạn có thể bắt đầu thực hiện cái việc là quan sát chính mình hàng ngày hàng giờ, quan sát xem mình đang nghĩ gì, đang chỉ trích chính mình cái gì. Admin của page mình đã paste cái link của bài viết yêu bản thân, mở cánh cửa để sống một cuộc đời trọn vẹn. Đây là một bài viết mà mình đã đăng trên blog hanhchinhanhien.net. Thì bài viết này phân tích một cách cụ thể hơn về những cái sự hiểu nhầm mà chúng ta thường nhầm lẫn yêu bản thân với những cái điều mà nó không thực sự đúng đắn đó. Thì các bạn có thể là lên blog để đọc kỹ hơn về những cái vấn đề mà yêu bản thân không phải là gì, và rồi từ đó chúng ta mới có thể thiết lập được yêu bản thân thực sự là gì. Thì mình đang đọc comment của bạn Ngọc Phạm, đó là khi tập trung vào bên ngoài thì niềm vui đó chỉ là nhất thời, còn nếu tập trung quay vào bên trong chính mình thì thực sự mới là an yên bền vững. Thì khi mà chúng ta bắt đầu học cách quay trở vào bên trong thì chúng ta sẽ cần phải biết được rằng quay trở vào bên trong là gì. Quay trở vào bên trong thì nhiều người cũng vẫn đánh đồng nó với những thứ ở bên ngoài. Ví dụ như là quay trở về bên trong có nghĩa là chỉ là ngồi một mình,
Dành thời gian nhiều một mình, ngồi thiền hoặc là đi ra thiên nhiên hoặc là đọc sách rồi là viết nhật ký hoặc là journal vân vân. Thì những cái này đều rất là tốt. Tuy nhiên là nó vẫn chưa thực sự là quay trở vào bên trong. Khi mà chúng ta vẫn còn đang chỉ phụ thuộc vào những cái công cụ như là công cụ thiền, công cụ đọc sách, công cụ là đi bộ ở thiên nhiên hay là thư giãn trong nến và hoa và nhạc vân vân, nó vẫn chỉ là những thứ bên ngoài. Quay trở vào bên trong là quan sát chính nội tâm của mình, những gì đang diễn ra bên trong mình. Mình đang nghĩ gì, mình đang có những cảm xúc như thế nào và nguyên nhân của những suy nghĩ cảm xúc đó từ đâu ra? Niềm tin gây ra dẫn đến những cái cảm xúc và suy nghĩ đó là gì và quan trọng nhất là gỡ bỏ chúng như thế nào? Gỡ bỏ những hiểu lầm sai lệch làm sao? Quan sát mình và vượt ra khỏi bản ngã như thế nào? Đây là những thứ mà chúng ta mới thực sự gọi là quay trở vào bên trong. Và tất cả những điều mà mình chia sẻ ở trên page Hành Trình An Yên, trên blog và trên trong những cái group, thì tất cả là những gì mà mình đúc rút lại từ kinh nghiệm của bản thân mình, từ những gì mình học được qua quá trình mà mình nghiên cứu ở các đạo giáo, sách vở. Nhưng cái quan trọng nhất đó là sau đó mình trải nghiệm ở bản thân mình. Để mình mong muốn rằng là các bạn có thể bắt đầu có những cái phương pháp để thực sự nhìn vào trong chính mình, soi xét được chính bản thân mình. Và đây là quay trở vào bên trong, chứ không phải là bất cứ thứ gì bên ngoài. Không phải là chỉ ngồi đọc sách ngẫm nghĩ. Nó cũng là giúp cho chúng ta bớt được những thứ bên ngoài, nhưng nó vẫn chưa thực sự là quan sát và thay đổi được những gì ở bên trong mình. Nó mới chỉ là bước đầu mà thôi. Tất nhiên chúng ta hãy cứ cứ dành nhiều thời gian cho những cái gọi là mà chúng ta đang hiểu là quay vào bên trong đó, bởi vì nó cũng là cái những cái bước đầu giúp cho chúng ta bắt đầu có một cái căn bản, một cái hiểu biết để mà bắt đầu thực sự quay vào bên trong, đó là quan sát mình và sau đó là thay đổi chính mình. Mình đọc được comment của bạn Ánh Vũ. Em nghe thấy chị này giống chị thế. Tạ Bích Ngọc là em gái ruột của mình nên là chắc là trông giống và nghe giọng giống là đúng rồi. Cảm ơn các bạn đang tag các người quen và những người quan tâm vào video này. Em chào chị. Em nhận thấy những gì chị chia sẻ khá đúng so với em hiện tại. Theo chị thì làm sao để giải quyết mâu thuẫn tận gốc về negative mindset? Em cần nói anh chị. Đây là câu hỏi của bạn Lê Vi. Làm sao để giải quyết mâu thuẫn tận gốc về negative mindset? Ý của bạn tức là làm thế nào để gỡ bỏ được cái negative mindset, đúng không? Tức là gỡ bỏ được những cái suy nghĩ, những cái niềm tin tiêu cực, đúng không? Làm sao để giải quyết mâu thuẫn tận gốc? Mình nghĩ rằng ý của bạn là để gỡ bỏ. Thế thì để mà gỡ bỏ được những cái tiếng nói, những cái gọi là những cái dòng suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu mình về chính bản thân mình, thì đây nó cái quá trình này nó cũng tương tự với cái quá trình thanh lọc tâm trí. Cái cảm xúc tiêu cực, cái suy nghĩ tiêu cực chúng ta có về chính bản thân chúng ta, thì cái quá trình gỡ bỏ nó cũng tương tự như việc gỡ bỏ cảm xúc và những suy nghĩ tiêu cực về những gì mà chúng ta đang đổ lỗi đánh giá cho những người xung quanh, cho những môi trường hoàn cảnh ở bên ngoài. Thì cái quá trình này nó là cái quá trình mà chúng ta đầu tiên là nhận biết được cảm xúc của mình. Cảm xúc tiêu cực đó mà chúng ta có về mình là gì? Ví dụ như chúng ta không tự tin, chúng ta cảm thấy rất là thất vọng, chán nản về chính mình. Rồi khi mà chúng ta biết được cảm xúc về chính mình thì cảm xúc đó xuất phát từ niềm tin gì? Những niềm tin mà chúng ta có về mình, thì khi mà chúng ta viết ra được hết những cái niềm tin mà chúng ta có về mình, thì sau đó cái bước tiếp theo đó là chúng ta phải phản biện được niềm tin của mình. Phản biện có nghĩa là chúng ta tự chỉ ra cho mình thấy rằng cái niềm tin của mình không hoàn toàn đầy đủ và trọn vẹn, không hoàn toàn phản ánh được bản chất chân thực của vấn đề. Và khi phản biện được niềm tin của chính mình thì chúng ta mới bắt đầu gỡ, đã thoát ra khỏi cái niềm tin mà chúng ta vốn tin rằng nó là 100% là đúng. Thì khi mà phản biện được niềm tin đó thì chúng ta mới có thể gỡ
gọi là bỏ lại phía sau những niềm tin cũ mà chúng ta bắt đầu khi mà nhận ra rằng chúng không có đúng, không có phản ánh một cách toàn diện và đầy đủ về bản chất của vấn đề. Thì ví dụ như là khi mà chúng ta cảm thấy rằng là mình không xinh đẹp, mình không hấp dẫn, mình không được ai yêu thương cả. Thế thì với những cái niềm tin này, chúng ta sẽ cần phải bắt đầu phản biện ở chỗ là có thật sự không có một ai trên đời này yêu thương mình hoặc là đã từng yêu thương mình, có thật sự là như vậy hay không? Hay là chúng ta chỉ đang vơ đũa cả nắm, hay là chúng ta chỉ đang là một phóng đại thành 10. Tức là khi chúng ta đang cảm thấy bức xúc về một cái vấn đề nào đó thì chúng ta coi nó là tất cả, là sự thật, là 100%. Thế nhưng mà chúng ta lại không chấp nhận, không nhìn vào những cái mà thực ra nó có tồn tại nhưng chúng ta phủ nhận hoàn toàn. Thế thì cái việc phản biện niềm tin ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ phải chỉ ra cho chúng ta thấy rằng chúng ta không hoàn toàn đúng và chúng ta nhìn nhận chưa thực sự đầy đủ. Ví dụ như là nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là mình không được yêu thương, mình xấu gì, không có xinh đẹp, mình hãy thử nhớ lại xem đã từng có một ai yêu thương mình hay chưa. Chắc chắn là có. Chắc chắn là có. Chỉ có cái là chúng ta đang chỉ nghĩ đến chuyện là một người đàn ông yêu thương mình, có thể là chưa. Nhưng mà cái chuyện là một người nào đó thực sự thấu hiểu, thực sự trân trọng, thực sự yêu thương mình, chắc chắn là có. Một người bạn nào đó, một người anh, một người chị, một người có thể là bố mẹ mình, có thể là một người đồng nghiệp, vân vân. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta sẽ phải phản biện để mà thấy được rằng là cái nhận định đó, cái niềm tin đó của chúng ta thực ra rất rất hạn hẹp và rất gọi là gì nhỉ? Rất là mang tính chủ quan, cục bộ, không toàn diện và không phản ánh được bản chất của vấn đề. Ví dụ chúng ta nói rằng chúng ta không xinh đẹp, chúng ta rất là xấu xí. Nhưng mà bạn có biết không, đó là khi mà bố mẹ sinh ra chúng ta, khi là một em bé, dù nó có xấu xí đến mấy, dù nó có khờ khạo đến mấy, thì cái tình yêu thương của bố mẹ dành cho nó vẫn là hoàn toàn tuyệt đối. Và không có một em bé nào trong mắt của bố mẹ là xấu xí cả. Chỉ có là khi lớn lên chúng ta bị đánh giá bởi xã hội, hoặc là tự chúng ta so sánh với những cái tiêu chuẩn mà xã hội đưa ra. Chúng ta nhìn vào quyển tạp chí, chúng ta nhìn vào những người mà make up rất đẹp, rồi mọi người cứ nhìn vào họ. Khi mà đi cà phê thì mấy anh chàng chỉ nhìn mấy cô gái make up xinh đẹp, ví dụ thế. Thì chúng ta bắt đầu có sự so sánh và nghĩ rằng là chúng ta không bằng họ, chúng ta xấu xí hay là gì đó. Thế thì việc phản biện niềm tin là cái cách mà giúp cho chúng ta thoát ra khỏi những cái niềm tin cố hữu của chính mình. Và từ đó mà chúng ta mới có thể thay đổi được cái mindset hay là cái hệ niềm tin mà chúng ta đã mang theo, đã sống với rất là lâu rồi, nó cố hữu rồi. Thì những cái phương pháp cụ thể hơn thì mời bạn Lê Vi có thể là sẽ xem lại một số cái video về tự vấn. Có hai video về tự vấn mà mình nói kỹ hơn về cái việc là tự vấn để có thể thay đổi được cái hệ niềm tin của chính mình này. Và ở trong group Tôi Thực Sự Là Ai thì mình đang bắt đầu chia sẻ cái quá trình thanh lọc tâm trí. Nó cũng bắt đầu xuất phát từ cái việc là nhận biết cảm xúc, rồi là nhận biết cái suy nghĩ thực sự ẩn sau cảm xúc đó, rồi nhận biết những cái niềm tin ẩn dưới nó, và từ đó mà phản biện niềm tin để có thể thay đổi được những cái hệ quy chiếu, những cái niềm tin mình đã bị lập trình ở trong tâm trí. Thì mời bạn có thể tham khảo những cái video và những cái group mà mình đang chia sẻ đó. Thế thì nếu như các bạn có câu hỏi thì các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp để mình có thể trả lời luôn trong buổi ngày hôm nay. Thì về quay trở lại chủ đề về yêu bản thân, thế thì chúng ta thường rất là hay nhầm lẫn với việc là bồi đắp hình ảnh của bản thân. Ví dụ chúng ta thường chụp những cái ảnh selfie chẳng hạn, đeo kính rồi là nằm trên bãi biển rất là relax, hoặc là ở một cái nơi rất là sang trọng và đẹp đẽ, và chúng ta cho rằng đây là việc
thể hiện rằng mình đang quan tâm, chăm sóc, yêu thương bản thân mình. Thì chúng ta sẽ phải hết sức cẩn thận và tỉnh táo trong cái việc đó là chúng ta đang nhầm lẫn giữa yêu bản thân với lại yêu bản ngã, hay là mê đắm với cái sự bồi đắp hình ảnh của bản thân để thể hiện với người ngoài. Nó không hẳn chỉ là gọi là dành cho bản thân mình, rồi là mong muốn những cái điều hạnh phúc tươi đẹp rồi bình an cho mình, mà chúng ta còn đang bị hướng về cái chuyện là người khác nhìn vào mình như thế nào quá nhiều. Chúng ta sống với những cái hình ảnh bản thân này có nghĩa là chúng ta mong muốn được ghi nhận, mong muốn người khác nhìn thấy rằng à, mình đang vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng, mình đủ đầy, mình có thứ này thứ kia. Thì đây chỉ là mình đang hướng đến những cái mục tiêu để mà được ghi nhận bởi người xung quanh, bởi xã hội xung quanh mình, không phải là hoàn toàn hướng vào việc đó là mong muốn và vun đắp cho cái sự an yên nội tại ở trong chính mình. Nếu như nó chỉ đơn thuần là cái sự quan tâm, yêu thương, vun đắp cho sự an yên của ở trong chính mình, chúng ta sẽ không quan tâm đến chuyện là bao nhiêu người biết rằng mình đang được an yên, hạnh phúc, bao nhiêu người biết rằng mình đang quan tâm, dành cho mình những cái điều tốt đẹp, hay là mình không quan tâm đến cái chuyện là người ngoài có công nhận rằng đó là yêu bản thân hay không. Mà cái quan trọng nhất đó là mình có thực sự dành cho mình cái sự tôn trọng, cái sự quan tâm và những cái lời nói, những cái suy nghĩ trong đầu mình, nó không gọi là chỉ trích, không khiến cho mình bị chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực này, mà nó hướng đến, thực sự là hướng đến cái mục tiêu rằng mình mong muốn cho mình được bình an, hạnh phúc trong nội tâm mình. Khi mà chúng ta cảm thấy những cái suy nghĩ này, những cái gì mà chúng ta đang bồi đắp ở trong đầu, nó làm cho chúng ta cảm nhận được cái sự khó chịu, nó thể hiện ở cái mặt thể chất, thường thì nó cảm thấy rất là nặng nề ở trong cái vùng heart chakra, cái vùng tim, vùng ngực này, hoặc là căng thẳng ở đây. Thì đó là cái lúc mà chúng ta bị chìm quá sâu vào trong những cái suy nghĩ tiêu cực mà chúng ta đang nuôi dưỡng ở trong đầu mình. Những cái lúc như thế thì chúng ta cần phải nhận biết được những cái dấu hiệu, bởi vì đôi khi chúng ta cuốn vào suy nghĩ chúng ta không biết được, chúng ta bị cuốn hoàn toàn vào nó mà không biết rằng mình đang bị cuốn theo. Thì cái việc mà chúng ta cần để ý đến những cái dấu hiệu trên thân thể mình, những cái cảm giác khó chịu, bức xúc, thì khi mà để ý được những cái dấu hiệu đó thì chúng ta cần phải dừng lại, quan sát ngay xem mình đang nghĩ gì, mình vừa với nghĩ gì, để mà thay đổi nó, để mà có thể bắt đầu áp dụng cái phương pháp thanh lọc tâm trí để mà gỡ bỏ được những cái niềm tin, những cái suy nghĩ tiêu cực mà mình cứ nhai đi nhai lại ở trong đầu mình. Thì một cái vấn đề thứ hai mà mình muốn nói đến liên quan đến yêu bản thân, đó là đôi khi chúng ta tìm đến yêu bản thân là bởi vì chúng ta nghĩ rằng ở bên ngoài kia không có ai yêu thương, không có ai chấp nhận mình, không có ai hiểu mình cả. Vì thế chỉ có mình có thể yêu mình thôi. Cho nên là mình đặt bản thân mình lên ở vị trí cao hơn người khác, quan trọng hơn người khác. Có nghĩa là với cái tên gọi là yêu bản thân, chúng ta đặt những cái lợi ích cá nhân, đặt những cái mong muốn của cá nhân lên trên lợi ích và mong muốn của người khác. Chúng ta cho rằng yêu bản thân có nghĩa là đặt mình lên trên tất cả. Thế thì đây cũng là một cái sự hiểu nhầm về yêu bản thân. Yêu bản thân khi mà chúng ta còn đang bị chi phối bởi bản ngã, có nghĩa là chúng ta không hoàn toàn kết nối với mọi người, mà chúng ta chỉ có thể nghĩ đến những cái lợi ích, nghĩ đến những cái mong cầu của riêng cá nhân mình. Thì đây nó là cái thôi thúc của bản ngã, mong cầu hạnh phúc của mình lên trên người khác, và mình không quan tâm đến chuyện người khác có bị đau khổ hay không, có bị
ảnh hưởng gì bởi mình hay không, nhưng mình cứ đặt mình lên trên đã. Thì đây cũng là một cái sự nhầm lẫn khi mà chúng ta nghĩ rằng đây là yêu bản thân. Thì yêu bản thân thực chất là sự quan tâm chân thành, sự thấu hiểu và sự từ bi với chính bản thân mình. Nó cũng giống như khi mà chúng ta có thể quan tâm chân thành, thấu hiểu và từ bi với những người xung quanh. Thì có nghĩa là yêu bản thân và yêu những người xung quanh nó sẽ phải là hai thứ tương đồng, hay là nó cân bằng trên cái bàn cân. Chứ chúng ta sẽ không phải chỉ là đặt bản thân mình lên trên hết và gạt bỏ những cái mong cầu, những cái lợi ích của cộng đồng hay là của mọi người, mà chỉ nghĩ đến cá nhân mình thôi. Thì đây chỉ là cái sự vị kỷ, cái sự ích kỷ của bản ngã. Thì trong bài viết yêu bản thân mà mình đã đăng lên blog hanhchinhanyen.net, thì ở phần cuối của nó mình có giải thích kỹ hơn để giúp cho người đọc có thể gọi là hòa vào cái dòng cảm xúc hay là những cái nội dung mà trong bài viết đó dẫn dắt dần, để giúp cho người đọc có thể nhận ra cái tính chất của yêu bản thân thực sự là gì. Đó là khi mà chúng ta nhận ra rằng bản thân mình là người đã luôn luôn có mặt bên cạnh mình từ lúc mình sinh ra cho đến lúc mình lớn lên. Tất cả những cảm xúc, tất cả những trải nghiệm trong cuộc đời, dù là hạnh phúc, đau buồn, dù là thành công, thất bại, hay dù là đỉnh cao của hạnh phúc hay là đáy sâu của những cái đau khổ, thì chính bản thân mỗi người là người đã quan sát tất cả những cái trải nghiệm này và ở bên chính mình từ khi sinh ra cho đến thời điểm hiện tại. Và trên đời này thực sự không có một ai khác có thể thấu hiểu chính bản thân chúng ta bằng chính chúng ta. Chúng ta luôn luôn mong cầu tìm kiếm một người nào đó bên ngoài là người ta có thể hiểu được mình, người ta có thể chấp nhận mình như mình vốn dĩ, rồi là mong muốn rằng người ta có thể chăm nom, yêu thương, chia sẻ mình, bao bọc mình, ôm ấp chở che mình, rồi vỗ về mình mỗi khi mà mình buồn đau, mỗi khi mà mình thất vọng, mỗi khi mà một chuyện gì đó xảy ra. Nhưng mà sẽ không có một ai ở ngoài kia có thể hiểu được tất cả những gì mà chính mình, chính chúng ta đã phải trải qua từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Chỉ có bản thân mình là người đã quan sát được tất cả những cái điều mà mình đã phải trải qua đó. Và bởi vì mình hiểu rất rõ chính mình nên mình mới có cái mong cầu, mong muốn cho mình được hạnh phúc, mình mới yêu bản thân mình đến thế. Nhưng chỉ có cái là mình chưa biết cách để mà yêu bản thân một cách đúng cách mà thôi. Thì khi mà chúng ta nhận ra sự có mặt của chính mình ở bên trong, luôn luôn quan sát, luôn luôn thấu hiểu và luôn luôn là người dẫn dắt mình qua từng cái giai đoạn của cuộc đời, qua từng khó khăn của cuộc đời, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là chúng ta không cô đơn. Nghe thì nó hơi là lạ đúng không ạ? Bởi vì là thực ra là vẫn là mình với mình mà thôi. Nhưng tại sao lại không cô đơn? Bởi vì trong đầu chúng ta luôn luôn có hai tiếng nói. Nó giống như là hai con người luôn luôn tồn tại trong chính mình. Một là cái tiếng nói tiêu cực, vị kỷ của bản ngã. Và một tiếng nói khác đó là cái sự tỉnh táo ở trong chính mình, có thể giúp cho mình trải qua những cái khó khăn, dẫn dắt mình vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực và giúp cho mình cảm thấy được rằng là mình được quan tâm, yêu thương bởi chính mình. Đây chính là cái bản chất của yêu bản thân. Đó là khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta luôn luôn có mặt ở đó, luôn luôn đồng hành cùng với chính mình. Và cái người hiểu mình nhất trên đời này là chính bản thân mình. Và vì thế chúng ta cũng cần phải tha thứ cho bản thân mình. Tha thứ, thấu hiểu, quan tâm, chân thành. Chân thành ở đây có nghĩa là cũng không lừa dối, không giả tạo với chính mình. Tự mình sẽ phải là người mà chân thành nhất, chân thật nhất với chính mình. Và từ đó mà có thể từ bi, thấu hiểu và yêu thương mình một cách vô điều kiện. Cơ sở của việc yêu thương vô điều kiện đó là sự thấu hiểu. Và cơ sở để mà yêu thương người khác một cách vô điều kiện
đó là yêu thương bản thân mình vô điều kiện. Khi mà mình không còn chỉ trích, không còn thất vọng về chính bản thân mình, mà mình bắt đầu nhận ra cái sự tồn tại của một cái, cũng là chính mình thôi, như là một cái phần tỉnh táo hơn ở trong mình luôn luôn tồn tại, đồng hành cùng với chính mình, thì đó là lúc mà mình có thể dẫn dắt mình gỡ bỏ những cái niềm tin, những cái suy nghĩ tiêu cực, vỗ về, động viên, an ủi ở bên mình, dẫn dắt mình vượt qua mọi khó khăn và khổ đau ở giữa cuộc đời này. Và từ đó mà dần dần chúng ta mới có thể thấu hiểu và yêu thương người khác, khi mà mình thấu hiểu và yêu thương chính mình. Có lẽ là những cái chi tiết hơn về yêu bản thân thì mình xin mời các bạn hãy đọc kỹ bài viết mà mình đã đăng ở trên blog hanchinhanyen.net. Và trong cái quá trình đọc và ngẫm nghĩ này, nếu như có câu hỏi gì thì các bạn có thể comment vào bài viết này, hoặc là có thể là inbox cho page Hành Trình An Yên, để mình có thể gọi là có thể là giúp các bạn gỡ rối một chút gì đó trong cái quá trình mà các bạn đang cố gắng thực hành cái phương pháp gọi là yêu bản thân, hay là trở về bên trong, quay vào bên trong chính mình này. Thì không biết là các bạn hiện tại có câu hỏi gì nữa không nhỉ, ở trong buổi livestream hôm nay. Thì cái ý mà mình muốn nói đến hôm nay các bạn có hiểu rõ không? Nó có trừu tượng hay khó hiểu quá không? Tại vì mình có nói đến cái chuyện là quan sát suy nghĩ của chính mình, rồi là trong mình có hai cái tiếng nói, một cái tiếng nói luôn luôn chỉ trích rồi tiêu cực, một cái tiếng nói thì lại luôn luôn tỉnh táo và dẫn dắt được mình vượt qua những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc, những cái khó khăn trong cuộc sống. Thì cái quá trình mà quan sát mình này, thì nếu như các bạn cảm thấy nó hơi khó hiểu, hơi lạ lẫm, thì có thể là các bạn sẽ tìm hiểu thêm ở trong những cái livestream, những cái video mà mình đã đăng tải trước đây, và có thể tham gia vào cái group Tôi Thực Sự Là Ai. Trong đó thì mình có những cái phương pháp nho nhỏ để chúng ta hàng ngày rèn luyện việc quan sát chính mình và rèn luyện cái sự tỉnh táo ở trong mình, để mà dần dần từ đó chúng ta sẽ tiệm cận dần đến câu trả lời cho câu hỏi tôi thực sự là ai, thay vì là nhầm lẫn bản thân mình với những cái lớp vỏ bọc mà bản ngã khoác lên mình. Thì có bạn nào còn có câu hỏi liên quan đến chủ đề yêu bản thân hôm nay không ạ? Ủa mà thực ra mình không đọc được comment ở đâu nhỉ? Ở đây. Yêu bản thân là sự trân trọng, từ bi và an yên trọn vẹn với nguyên bản con người thật của mỗi người. Cốt cách chân thực mà vốn dĩ luôn ở sâu trong ta, bên ta và đồng hành cùng ta từ khi sinh ra trên đời. Cảm ơn bạn Bích Thủy. Bạn vừa với copy cái đoạn viết ở trong cái bài viết yêu bản thân ở trên blog phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã tag bạn bè vào trong cái chủ đề ngày hôm nay. Mình không có thấy câu hỏi nào thêm nữa. Mình hy vọng rằng không có câu hỏi có nghĩa là cái ý mà mình muốn làm rõ đã rõ rồi phải không ạ? Thì mình hy vọng rằng là các bạn có thể suy ngẫm về những cái điều mà chúng ta đã trao đổi với nhau ngày hôm nay, và có thể là nghiên cứu kỹ hơn trong cái bài viết yêu bản thân ở trên blog hanchinhanyen.net. Và nếu như có câu hỏi gì thì các bạn có thể gửi tin nhắn tới page, hoặc là comment vào các cái bài viết, hoặc là trên cái group Tôi Thực Sự Là Ai, thì các bạn có thể thoải mái viết câu hỏi, chia sẻ ở trên group đó. Và mình nghĩ rằng là những cái group này thì chúng ta không có gì phải ngần ngại cả, vì tất cả chúng ta đều đang cùng trên con đường tìm kiếm an yên cho chính bản thân mình, và từ đó để mà có thể cùng nhau xây dựng một cái xã hội mới, mà trong đó mỗi cá thể là một người thấu hiểu, biết yêu thương chính bản thân mình và tất cả mọi người xung quanh, và từ đó mà chúng ta cùng xây dựng nên, kiến tạo nên một xã hội mới.
không còn nhiều những đau khổ, những quằn quại mà giữa người với người đang gây ra cho nhau. Thì mình rất là vui bởi có vẻ như hôm nay có một số bạn mới tham gia vào livestream của mình, và mong rằng các bạn có thể chia sẻ những bài viết, những video mà page Hành Trình An Yên này, hoặc là kênh YouTube, hoặc là blog đã chia sẻ mà các bạn cảm thấy có ý nghĩa hoặc có sự giúp ích cho bản thân mình. Thì mong rằng các bạn hãy chia sẻ đến với nhiều người để chúng ta cùng lan tỏa những thông điệp mà có thể là giúp cho chính mỗi người có thể tìm kiếm hạnh phúc và an yên cho chính mình, và trả lời được cho câu hỏi mà chúng ta vốn dĩ đang rất quằn quại trên con đường tìm kiếm chính mình này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chúc các bạn một buổi tối thật vui, và chúc các bạn một tuần mới hạnh phúc, an lành. Và hẹn gặp lại các bạn vào trong những video và những livestream tiếp theo. Mong rằng các bạn sẽ đồng hành cùng Hành Trình An Yên trong thời gian sắp tới. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.